Đi học, đi học hoài mệt quá. 5 giờ, 5 giờ quay gì? Trời ơi, chết tôi rồi, giờ sao? Tiền một sự lo lắng nhẹ. Em không có tiền. Đi học mà không có tiền mày. Giờ tiền đây. Nhanh lên. Ta cho em nha. Tiền đâu? Ê, sao hiếp bạn tôi? Ê, cứ từ từ. Thích rồi làm gì nhau hả? Có một sự thốn nhẹ. Chạy lẹ đi ba. Bắt nó lại. Đến đây. Tặng em nè. cảm ơn em. Về tụi bay. Ôi tụi mày ơi, hỏi
cái gì chưa? Thổ mất quá. Có anh đẹp trai vào nhất tỉnh chuyện đó cho mình, nó được ở dưới kìa. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tôi bay được hết rồi. Chỉ có tàn nhẫn quá đây. Wow, đẹp quá à. Sang trọng đẹp quá à. Đồng không có nhiêu vậy, đẹp quá. Khùng. Có một sự khùng nhẹ. Khùng. Tôi sẽ tài trợ tiền cho cuộc thi văn nghệ. Nhưng tôi nói trước, đây là trường thứ 5 mà con trai tôi chuyển đến, vì có quá nhiều nữ sinh học hành sa sút vì độ đẹp trai của nó. Hả? Có một sự tự tin mang rỡ. Ve kêu rừng phách rộ vàng, nhớ cô em gái hái măng một mình. Có bạn nào hiểu được ý nghĩa của đoạn thơ trên hay không? Con gái lớp này có một sự mê trai thiệt là bá đạo. Ê. Bán lại cho tôi cái đồng hồ này đi. Không có đủ tiền mua đồ nhóc. Đuổi tụi nó về hết đi. Mát hôn. Anh sẽ luôn che chở cho em. Ám hoài vậy ba. My, tôi đã bắt được quả tang em. Thầy này, thầy ơi. Xin mời em ra ngoài. Mày, qua đây. Tại mày mà My bị phạt. Mày hả, mày hả, cho mày chết. Bữa nay mày chết chứ tao. Mày hả, mày hả. Anh, tự nhiên làm gì vậy? Sao đánh anh ta vậy? Tại nó mà em bị phạt. Thôi, anh
đi đi, em không sao hết trơn á. Anh đi đi, em không bị gì hết á. Mày nhớ mày nha mày. Các thầy làm ăn như vậy đó hả? Tại sao con trai tôi bị đánh? Tôi nghe nói con bé Trần Hải My là nguyên nhân của cuộc ẩu đả này, đúng không? Tôi muốn các thầy loại bỏ con Trần Hải My ngay lập tức. Thôi được rồi, mời cô ngồi, cô cứ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xem xét và chúng tôi sẽ giải quyết. Ê ê, Trung Kết Văn Nghệ bà hát bài gì vậy? Hát gì kể tôi, hỏi chi vậy? Thôi lên hát nghe thử đi. Thôi Thôi lên hát nghe thử đi. Tự nhiên bắt ta hát kỳ quá à. Từ từ. Lên đi mà, lên hát thử đi trời ơi. K-boy, aha, hello. Good morning. Sớm mai lung linh, đôi chân nhẹ bước, xinh từ đôi má em hồng, nghiêng nghiêng đôi vai em ngân nga khúc hát. Trong nụ cười đắm say, làm lòng em buồn lắng ngay. Chỉ nhận ra anh đến bên thật gần. La 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 la. Ngày qua bao thời gian gần bên người em dần nhớ mong. Mẹ vừa mới trả thù cho con xong đó, đụng tới con trai của mẹ là không có yên đâu. Không sao đâu mẹ. Còn con bé Khởi My, mình đã loại nó ra khỏi cuộc thi rồi. Lắng trên hàm mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Mi kìa, cái bà kìa, lên đi. Em Trần Khởi My đã bị loại do hạnh kiểm không tốt, gây gỗ đánh nhau với học sinh trong trường. Thầy rất tiếc. Xin thầy hãy để bằng My thi. Em biết mẹ em đã gây áp lực cho nhà trường rất nhiều. Xin thầy hãy để bằng My thi. Toàn bộ trách nhiệm em sẽ tự lo. Xin thầy yên tâm. Thầy đồng ý. Cố lên. Những kỷ niệm vẫn còn mãi sâu trong lòng em, đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn. Xa hai phương trời thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa góc sân trường hiu vang, là nơi đôi ta đã gặp nhau. Come on. Để cải thiện kết quả thi tốt nghiệp của các em một cách tốt nhất thì nhà trường sẽ tổ chức cho các em học nhóm đôi bạn đồng tiếng. Cụ thể là một bạn học giỏi sẽ kèm cho một bạn học yếu. Bây giờ thầy phân cụ thể luôn ha. Bạn Trường sẽ kèm cho bạn Hoa. Bạn Nghĩa sẽ kèm cho bạn Minh. Bạn Hào sẽ kèm cho bạn Nguyên. Còn My ai ta?
ở Khánh đi. Khánh sẽ kèm cho My. Tôi mét thầy bây giờ. Đúng nè. Tầm bậy. Đúng mà. Xin lỗi. Đáp án bài này bằng 4,50. Ngu, làm gì có phẩy 50. 1,84. Để Moon bứt hết lòng cho bé ăn nha. Ý lộn, bứt hết lòng chầm chầm. Có một sự lo sợ cho ba. Sợ quá. Cảm ơn. Chơi ngu. Nếu kỳ thi này My đậu tốt nghiệp thì Khánh sẽ mua cho My một cái đồng hồ mà My thích, hiểu không? Hứa đó nha. Ừ, hứa. Khi tan trường ta đứng chờ nhau những kỷ niệm.
chẳng còn mãi sâu trong lòng em. Đến bây giờ vẫn còn nhớ lời anh hay vẫn nói, nếu lỡ mai này mình cách xa hai phương trời thì anh vẫn luôn nghĩ về em. Thấm thoát trôi qua đã nhiều năm rồi, có lẽ anh cũng chẳng còn như xưa. Lặng nhìn hàng cây đông đưa, góc sân trường hiu vắng là nơi đôi ta đã gặp nhau. Yeah, trời ơi, tôi đậu rồi, tôi đậu rồi, trời ơi, mừng quá. Ê, Mi, trời ơi, giúp coi đi kìa. Đi đi. Thôi, hơi hợp quá. Hey, cho qua. Vậy đúng là hứa đó. Dạ. Trời ơi, đẹp quá. Thật ra cái đồng hồ này là một cái đồng hồ cặp. Ai mà đeo đồng hồ cặp sẽ là người yêu của nhau. Hả? Ủa, sao giống nhau quá vậy? Thì nó là đồng hồ cặp. Ủa vậy là sao? Thì bây giờ bà đeo cái đồng hồ này là người yêu của tôi. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ hả? Vậy trả lại đây. Thì đeo. Yeah. Tao cảnh cáo mày không được hiếp mi nữa, nếu không tao không bỏ qua đâu.
Tôi ngưỡng mộ bà quá ba ơi. Sao mộ tôi? Thì bà có bờ gì đẹp trai, hết ba công tử nhà giàu, lại còn học giỏi nữa. Trời xứng ơi, bà ơi, hết ba công tử nhà giàu cái gì? Cua dễ như trở bàn tay đối với tôi, không là gì hết, bà hiểu không? Cua chơi vui, vậy thôi. Ủa sao kỳ vậy? Vậy bà có thương người ta thiệt không? Thương thiệt hả? Trời ơi, bà nghĩ sao vậy bà ơi? Mấy người đó hả? Đối với tôi như một cái áo thôi. Không thích thì bỏ, không có gì cả. Thích thì tôi nhìn cho bà luôn. Thôi, tôi có lớp chữ kính cận của tôi rồi. Anh đã nghe em nói chuyện với Moon. Anh không ngờ em là người như vậy đó. Nếu mà anh nghe rồi thì cũng vậy thôi. Sự thật câu chuyện nó là như vậy mà. Anh cãi nhau với mẹ anh về việc đi du học của anh. Là để anh ở lại đây với em, mà bây giờ em nói vậy là sao? Anh không ngờ em là người như vậy đó. Thì bây giờ anh biết nó cũng đâu có muộn màng gì đâu. Anh vẫn có thể đi theo con đường của anh mà. Không muốn cháu làm ảnh hưởng tương lai của thằng Khánh. Cháu hiểu tôi nói gì chứ? Sao bà không đi tiễn nó đi? Chết rồi. Bà tiễn nó đi. Ê, chờ tôi với. Gửi cho anh những nỗi nhớ trên đường đi hôm nào. Gửi cho anh những ngày tháng đã từng bình yên. Gửi cho anh những hạnh phúc, những niềm tin anh đã quên.
xa chẳng được bao lâu. Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười, còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương, còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa. Chỉ còn góc sân nào lặng yên gửi cho ai hai nỗi nhớ hôm nào, gửi cho ai hai yêu thương bình yên, gửi cho ai niềm tin đã vội quên khi đôi ta xa chẳng bao lâu. Rất siêu em.